Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ môn về mua hàng online giá rẻ các bạn nhé. Và hôm nay con hàng của chúng ta có trị giá là 440k này các bạn này. Đây. 440k. Đấy. 440k chúng ta sẽ có được những gì thì chúng ta sẽ cùng mở hộp. Cái này là mua của bạn Đại Sơn các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng mở hộp xem nào. Đây các bạn này, trong kiện hàng của chúng ta có hai thứ, một cái vuông vuông này với một cái bé bé như này này. Mình chưa biết cái bé bé này là gì, chúng ta sẽ mở cái bé bé này trước nha. Game Bay 2006 D5. Đấy. Vẫn còn đây các bạn này. Ấy à, chúng ta có hai con CPU gỡ các bạn nha. Con CPU đầu tiên là con gì đây? Mở quá không nhìn rõ. Con này là con E mấy này các bạn này. E5400 các bạn ạ. Có hai đua E5400, con này là socket 775 các bạn nhá. Đấy. Socket 775 nhưng cạnh kia có vẻ bị móp móp này các bạn ạ. Đấy, socket 775 này là G41, G31. Chúng ta còn một con siêu nữa. Con này là con gì đây? Con này là con coi 5 2005 các bạn nhá. I5 đầu 2 2005. Con này là đời H61 rồi. Ô con này nhìn có vẻ đẹp này các bạn này. Đấy, hình thức có vẻ là còn đẹp này. Các cạnh các kiếc là nó chỉ hơi móp móp một tí thôi, nhưng mà con này thì như hôm trước mình đã làm clip cho anh em xem này. Các cạnh này có móp hết nó vẫn chạy các bạn nhá. Bung cả lắp về ra nó vẫn chạy. Bay tụ cũng nó vẫn cứ chạy luôn, nên là không biết là con này còn chạy hay là sống. Nhưng mà chúng ta có một con i5 2005 này. Chúng ta có một con laptop của Acer các bạn nhá. To vãi, con này chắc phải 15.6 này. Nhưng mà không có pin các bạn nhá, không có pin này. Mặt sau còn tương đối là nguyên vẹn nhưng mà không còn một con ốc nào cả. Không có một con ốc nào luôn các bạn nhá. Toàn bộ ốc ác là tụt hết rồi. Không có cái nào luôn. Và phần này tháo rồi. Lắp lại là bị lệch rồi này. Đấy các bạn nhìn chưa? Vỡ hết phần tản nhiệt ở chỗ này rồi. Chân sạc của chúng ta đây, chân sạc ở đây nó cũng lệch lốt này. À, các bạn nhìn chân sạc cũng lệch rồi. Khả năng rất cao là chúng ta ăn được con xác các bạn. Tháo rồi còn lắp rồi còn chưa. Trời ơi. Ui giời, màn hình. Bây giờ màn hình siêu đẹp các bạn ạ. Ui giời ơi. Này. Màn hình này các bạn nhìn rõ không? Màn hình là vỡ lát rồi. Đấy. Ui giời ơi, lần này ăn con xác thật rồi. Các bạn này. Ui giời ơi. Ui giời. Nhấc cái ra luôn các bạn nhá. Ui giời ơi, tháo tung tứ mẹt rồi. Ui giời ơi. Cáp ơi. Ui giời ơi. Đây còn có hy vọng không các bạn nhỉ. Cáp bên này còn lệch. Đây này, để mình để gần xuống cho các bạn xem. Cái cáp màn hình đây. Tháo ra lắp lại nó còn bị lệch kìa. Đấy, nó phải nhấc ra như này này. Đấy. Lắp lại. Đấy, lắp nó như này nó mới cân này các bạn này, nhưng mà cái màn hình vỡ rồi chả còn tác dụng gì. Cái cáp này không biết lối đi đâu luôn này. Đấy. Ở bên này thì nhìn thấy dầu mỡ tê tét rồi. Dầu mỡ tê tét rồi. Đấy, chắc hàn chán rồi. Đây, cái chân này này. Các bạn nhìn chưa? Ôi trời ơi, buồn rồi. Tết rồi các bạn ạ. Nói túm lại là khả năng rất cao là em nó đi rồi. Và lại còn không có sạc nữa các bạn ạ. Nhấc được ra luôn này. Để mình tháo cái này ra. Nhiều lần chúng ta ăn hàng đẹp thì hôm nay chúng ta ăn phải hàng ố ồ rồi. Đấy. Nhấc cái nguồn này ra. Đây các bạn nhá. Đây, con lap của chúng ta này. Vẫn còn có một thanh ram ở đây các bạn nhá. Cái này thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua nó đi. Cái vỏ này không cần thiết này. Đấy. Vì ở chỗ này, ở bên này thì là cảm giác nó bị hàn chân này. Đấy các bạn nhá. Đấy, chỗ này nó cảm giác nó hàn chân nhưng mà mặt bên này thì chưa thấy bị bong các bạn ạ. Nên là chưa hiểu tại sao luôn. Đấy, hôm qua là có một con vỉ này thôi. 400k chúng ta có con vỉ này. Đấy, không biết là con vỉ này có chạy được không. Bạn ấy không gửi kèm sạc các bạn. Thôi nhưng mà chúng ta cũng cứ thử các bạn nha. Con này thì con này đóng nguồn đâu.
À đây các bạn, nút đóng nguồn đây các bạn nhá. Nút đóng nguồn đây, em phải tháo con này ra thì mới lấy được cái nút đóng nguồn này. Để mình tháo con này ra lấy cái nút đóng nguồn nhá. Đấy. Đây các bạn nhá. Đấy, như này là chúng ta đã có nguyên một combo main chip RAM trị giá 400k. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kia thử xem sao các bạn nhá. Ok đây các bạn nhá. Mình sẽ cắm con nguồn này, laptop. Đây là đường cấp nguồn nó này. Cắm vào này. Đấy. Đèn sáng này. Bây giờ đến không quan trọng là bật thử xem cái quạt nó có quay không nhá. Thử lại 2 3. Có chạy. Có chạy các bạn ạ. Bàn phím có sáng không? Có chạy các bạn nhá. Là đèn xanh này. Chưa thấy bàn phím sáng các bạn ạ. Chưa thấy gì luôn. Có chạy đấy. À, đèn sáng trưng này. Mà chưa thấy bàn phím lên. Chưa hiểu tại sao các bạn ạ. Ây chà. Hay là mê tèo nhỉ. Khả năng là chúng ta ăn phải con mê tèo rồi. Tắt thử xem có được không nhá. Nếu mà tắt được là ngon này. Ấn một lần nhá. 2 3. Không được các bạn. Không tắt được có nghĩa là máy nó chưa lên các bạn nhá. Với laptop nếu mà chưa cắm một cứng vào gì cả mà bấm lại một cái mà ngắt nguồn được thì có nghĩa là máy nó đang chạy nhưng mà bấm một lần này không tắt là chưa lên này, phải giữ này. Đấy, giữ là mới ngắt được thì có nghĩa là con này chưa lên. Mình sẽ thay tham thử của mình nhá. Nạp đầy. Đấy. Chúng ta sẽ thử lại nhá. Bật lại. 2 3. Bật vẫn lên các bạn nhá, vẫn chạy đấy. Mà không biết có lên hình hay không thôi. Không thấy động tĩnh gì các bạn ạ. Kéo lần này ăn cái xác thật rồi. Bật thử nhá. Vẫn không tắt được các bạn. Không tắt được có nghĩa là chưa lên rồi. Dở hơi rồi. 400k mua được cái xác. Xác còn không dùng được gì luôn các bạn nhá. Ôi giời ơi. Buồn rồi. Không tắt luôn các bạn. Không biết là thanh RAM này còn sống hay không. Để test được thanh RAM này thì mình sẽ đưa nó sang cái combo của mình. Combo của mình nó cũng cởi chuồng kiểu như này các bạn. Mình cũng có một combo cởi chuồng giống như thế. Chúng ta sẽ thử xem mà thanh RAM này còn sống không các bạn nhá. Bật thử lại. 2 à, cái này chưa cần bật các bạn. Cái này cắm điện vào cái chạy luôn. Ê lên. Đấy. Lên luôn. Như vậy là chúng ta được thanh RAM các bạn nhá, thanh RAM sống này. Đấy. Mới có combo easy như thế. Đấy, nhưng mà không có vỏ thôi. Ok, như vậy là 400k của chúng ta vớt vát được thanh RAM. Thanh RAM này thanh RAM mấy GB đây? 4GB các bạn ạ. Vớt vát được một thanh RAM 4GB laptop. Đấy. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đến với niềm hy vọng cuối cùng của cái combo này. Đó chính là con i5-2005 này. Chúng ta sẽ test xem nó còn sống hay không nhá. Ok các bạn nha, đây là cái combo của mình đang chạy này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test con i5 này. Xem có vớt vát được tí nào không các bạn nhé. 400k mới được có thanh RAM 4GB thôi. Một đúng kiểu đồng lát này các bạn ạ. Chúng ta sẽ thay con này các bạn nhé. Nếu mà con này sống là vớt vát được thêm 100 nữa. Ok các bạn nha, giây phút quan trọng chúng ta bật thử này. 2 3. Chạy rồi. Lên không? Ố ngắt. Ngắt luôn các bạn. À chạy lại. Ờ có cơ hội. Lên. ngon các bạn. Ấy da, lên. Ôi nhưng mà chưa thấy xuất hình các bạn. Ấy da. Có hình các bạn nhá, đây này. Đấy, có hình các bạn nhá. Úi giời, ấn thử nào. Chạy. Được. Đấy. Vớt vát được con chip rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải cắm một cứng vào ben thử để xem có CPU nó có lỗi không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Vớt vát được thêm lít nữa rồi. Đấy, chung quy là lỗ cũng ít đi tí. Chờ tí các bạn nhá. Ok rồi đây các bạn này. Đấy, em đó đã lên được. Vào được win rồi các bạn. Vào được win là tỷ lệ ngon đến 99%. À 90% rồi. CPU chúng ta là i5 này, 2005 này. Đấy, 4x4 luồng các bạn nhé. Main mình dùng là H61 của Samsung này.
RAM hiện tại đang là 4GB thôi. Chúng ta sẽ bên thử xem nó có chạy được không các bạn nhé. 1.300 bốn mấy. Ok, đã bên xong các bạn nhé. À chưa, vẫn chưa stop các bạn ạ. Ok, đã bên xong. Như vậy là con CPU của chúng ta chạy ok. 400K của chúng ta là được một con CPU với một thanh RAM laptop 4GB. Còn lại là xác các bạn nhé. Nói chung là không sao. Thỉnh thoảng ăn quả này là bình thường thôi. Con này thì theo anh em thì tặng luôn anh em hay là để làm clip về phổ cập PC thì anh em comment phía dưới các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.